Theo phản ánh của bạn đọc gửi đến truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn, tối ngày 10 tháng 4, dù chưa hết thời hạn dỡ lệnh phong tỏa, vẫn đang trong thời hạn cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Bệnh viện Bạch Mai, hàng trăm cán bộ, y bác sĩ đã vô tư tụ tập, hát hò. Đặc biệt hơn, theo thông tin phản ánh cũng như trong video, không ít người trong số này không đeo khẩu trang, chủ quan với bệnh dịch. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi rất chủ quan và vô trách nhiệm, vô cùng nguy hiểm bởi có nguy cơ tái bùng phát cao nhất là vẫn trong thời gian dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhằm làm rõ thông tin, trách nhiệm về việc này, phóng viên đã cố gắng liên hệ với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đại biểu Quốc hội khóa 14. Tuy nhiên, vẫn không nhận được phản hồi. Trao đổi với truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn, ông Dương Đức Hùng, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Thực ra cái này thì bệnh viện cũng đang có cái xem xét. Đấy, về mặt sai thì là sai rồi, là vì trong cái giai đoạn này nó cấm tụ tập đông người, đúng không? Giãn cách xã hội. Giờ nhất ở đây này là có cái tụ tập nó đông người, cái đấy không ổn. Đấy thì mình nhìn bệnh viện sẽ có cái chấn chỉnh ngay. Vì cái này là đang ở, vẫn nói gì thì nói, nó vẫn đang ở trong cái giai đoạn dịch. Đấy, vẫn phải theo cái quy định của dịch đã dỡ bỏ đâu. Đấy, chẳng qua là mình thoát cái chuyện cách ly. Đấy, cái này phải nghiêm túc rút kinh nghiệm mà cũng sẽ có cái hình thức xử lý. Em hiểu không? Để không còn tái diễn nữa. Bây giờ được về nhà xong lại tổ chức ăn uống linh đình ở nhà chẳng hạn, lại đâm lại giờ đấy. Cho nên cái này ngay sáng nay sẽ có cái họp để phổ biến, để chấn chỉnh cách nghiêm khắc. Tại vì cái kịch bản mà nó bị tái nhiễm lại nó có thể xảy ra không chỉ Bạch Mai mà tất cả các bệnh viện nhé. Đến nay, Bệnh viện Bạch Mai nói riêng và cả nước nói chung đã trải qua gần 3 tháng gồng mình phòng chống đại dịch Covid-19. Với tinh thần quyết liệt, nỗ lực, đến nay nước ta đã đạt được những thành công bước đầu. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, thì hiện nay tình hình nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu, không được chủ quan. Việc chủ quan, không tuân thủ cách ly sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, có thể dẫn tới hậu quả nặng nề và gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế của đất nước. Chống dịch như chống giặc, việc tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Dư luận cho rằng, với tư cách là một bệnh viện lớn và uy tín hàng đầu, thì Bệnh viện Bạch Mai tỏ ra chủ quan. Cụ thể là vẫn tụ tập đông người, hát hò rầm rộ ngay trong khu cách ly như vậy là những hành vi vô trách nhiệm, kém ý thức, vô cùng nguy hiểm trong đại dịch, cần phải phê phán mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.